phật tử ví như cung điện của diệu quang đại phạm thiên vương ở gọi là nhất thiết thế gian tối thắng thanh tịnh tạng ở trong đại cung điện đó, thấy khắp các bốn thiên hạ trong ba ngàn đại thiên thế giới, cung trời, cung rồng, cung dạ xoa, cung cản thát bà, cung a tu la, cung ca lâu la, cung khẩn na la, cung ma hầu la già, chỗ ở nhân gian, và ba đường ác, núi tu di, đủ thứ các núi, biển cả sông ngòi, ao đầm, nguồn suối, thành ấp, làng xóm, cây rừng, các báu, tất cả đủ thứ sự trang nghiêm như vậy, tột cùng hết hết thảy, bờ mé đại luân vi, cho đến hạt bụi vi tế ở trong hư không, thảy đều hiển hiện ra ở trong phạm cung, giống như thấy mặt mình hiện ra trong gương sáng. Đại Bồ Tát trụ đại tam muội tất cả thân chúng sinh khác biệt này, biết đủ thứ cõi, thấy các vị Phật độ đủ thứ chúng, chứng đủ thứ pháp, thành tựu đủ thứ hạnh, viên mãn đủ thứ giải, vào đủ thứ tam muội, khởi đủ thứ thần thông, được đủ thứ trí họa, trụ đủ thứ sát na tế, Phật tử đại Bồ Tát này đến được 10 thứ thần thông bờ kia. Những gì là 10, đó là thần thông bờ kia đến được chư Phật tận hư không khắp pháp giới, thần thông bờ kia, đến được Bồ Tát rốt giáo không khác biệt tự tại, thần thông bờ kia đến được hay phát khởi Bồ Tát hạnh nguyện rộng lớn, vào như lai môn Phật sự, thần thông bờ kia đến được hay chấn động tất cả thế giới, tất cả cảnh giới đều khiến cho thanh tịnh. Thần thông bờ kia đến được hay tự tại biết nghiệp quả không nghĩ bàn của tất cả chúng sinh đều như huyễn hóa thần thông bờ kia đến được hay tự tại biết tam muội thô tế nhập xuất tướng khác biệt thần thông bờ kia đến được hay dũng mãnh vào cảnh giới như lai mà ở trong đó phát sinh đại nguyện thần thông bờ kia đến được hay hóa làm phật hóa chuyển pháp luân điều phục chúng sinh khiến cho sinh giống phật khiến cho vào phật thừa sớm được thành tựu thần thông bờ kia đến được hay biết rõ bất khả thuyết tất cả bí mật câu văn mà chuyển pháp luân khiến cho trăm ngàn ước na do tha bất khả thuyết bất khả thuyết pháp môn đều được thanh tịnh thần thông bờ kia đến được chẳng mượn ngày đêm năm tháng kiếp số một niệm đều có thể thị hiện ba đời đó là mười phật tử đó là đại tam muội trí thiện xảo tất cả thân chúng sinh khác biệt thứ tám của đại bồ tát